xin chào kính quý bà con quý quá anh chị các bạn đang xem kênh thì sáng hôm nay sáng hôm nay là thứ tư ngày 7 tháng 2 năm 2024 thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật cơ sơ qua tên giác thanh long vụt đỏ thanh long gục trắng hôm nay tại khu vực miền tây và khu vực bình thuận cho quý bà con quý quý bác anh chị các bạn cùng và tham khảo thì ngoài cập nhật tình giá thanh long gục đỏ thanh long gục trắng thì hàng ngày hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh thưa quý bà con quý quán anh chị các bạn thì tình hình thanh long ruột đỏ thanh long ruột trắng hôm nay tại khu vực miền tây và khu vực bình thuận thì giá cũng đang tiếp tục duy trì ổn định nha quý bà con cũng không có biến động gì nhiều thanh long ruột đỏ khu vực miền tây thì loại một dao động ở mức từ 32 000 loại 2 dao động từ 28 000 loại 3 là 23 còn loại 4 dao động ở mức từ 18 000 hàng giả của thanh long ruột đỏ ở khu vực miền tây thì dao động ở mức từ 9.000 đến 10.000 đồng một ký Tùy theo từng nơi đây là tình hình giá thanh long ruột đỏ khu vực miền tây giá này là giá thương lái thu mua tại vườn nhé một con còn giá thu mua tại vườn thì sẽ thấp hơn từ 2.000 đến 3.000 đồng một ký Tùy theo từng nơi còn tình hình giá thanh long ruột trắng thanh long ruột trắng hôm nay ăn đẹp dao động ở mức từ 19.000 đến 21.000 hàng sàn dao động ở mức từ 17.000 đến 19.000 Hàng giặc của thanh long ruột trắng hiện nay tại khu vực miền Tây thì dao động mức từ 8.000 đến 9.000 thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thận thì bò đẹp dao động mức từ 18.000 19.000 20.000 bò sàn thì 16.000 17.000 18.000 hàng giặc của thanh long ruột trắng ở khu vực Bình Thận thì dao động ở mức từ 8.000 đến 9.000 đồng kg tại khu vực Bình Thận tiếp theo là tình giá thanh long Cuộc đỏ thanh long cuộc đỏ hôm nay tại khu vực Bình Thuận thì lộ 1 dao động ở mức từ 29 30. Lộ 2 dao động ở mức từ 25.000, loại 3 là 20.000. Thanh long cuộc đỏ hiện nay thì hàng dạt dao động ở mức từ 9.000 đến 10.000 đồng một ký. Giá tại khu vực Bình Thuận thì theo từng khu vực tùy theo từng nơi mà giá chênh lệch lên xuống. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây, xin kính chúc với bà con một ngày vui vẻ, may mắn và thành công.